Trinh, Trinh, Trinh. Ủa, đi đâu mà ôm nhiều sách vậy? Đây tôi cầm cho. Đây, đây, đây. Tôi qua quán của anh ông đổi sách. Cái gì không? Đổi sách hả? Là sao? Quán cà phê đổi sách biết bao nhiêu lần rồi. Có gì lạ đâu mà ngạc nhiên dữ vậy? Ủa, mà nào giờ đây nay có nhận sách giáo khoa nữa hả? Thì anh đang thông báo sao thì tôi đổi vậy thôi. Kỳ vậy ta, lúc trước đâu có nhận sách giáo khoa đâu. Chết, may quá đây rồi. Anh gặp em anh gửi lại cuốn sách luôn nè. Ồ, bị sao vậy anh? À, anh xin lỗi. Thời gian này á, quán anh chỉ nhận đổi sách giáo khoa thôi à. Không có đổi mấy cái tiểu thuyết tình yêu này đâu. Hey, cái quán cà phê của ông bị gì vậy? Hả? Hình như tụi tôi chiều ông riết rồi ông xin tập đúng không? Đúng không? Nè, ăn nói gì linh tinh vậy? Chứ còn gì nữa. Lúc thì từ chối sách giáo khoa, chỉ nhận truyện với tiểu thuyết. Lúc thì không nhận truyện với tiểu thuyết, chỉ nhận sách giáo khoa. Là sao? Tôi làm cái gì á, cũng có lý do riêng của tôi hết. Bớt lý do lý trấu đi, ông hai lời thì có. Ê, nè, cần cái gì đổi đó thôi. Mới gì chuyện rồi ạ? Thì ý của tôi muốn nói ở đây là mở quán xá ra là phải biết chiều lòng khách hàng. Chứ ai đợi cứ bắt khách hàng chiều lòng chủ quán vậy? Kỳ vậy? Kỳ cái gì mà kỳ? Anh để em xử cho. Đẹp là được. Nặng lắm, để tôi cầm cho. Không cần, anh Ân không có như ông nghĩ đâu. Tôi không biết, tôi thấy sao tôi nói vậy à. Nè. Gì? Ông ăn nói cho cẩn thận nha. Cái chuyện này là tôi muốn. Không cần anh, mắc mớ gì nói chuyện ổng đi cho mệt. Sẵn có anh đây em đi sách anh luôn nè. Cầm được không? Được, anh cầm được. Cảm ơn em nha. Có gì chị em ghé quán cà phê anh đổi sách đi. Em muốn lấy sách gì cũng được. Ờ dạ. Cầm mà. Bây giờ anh có về quán luôn không? Có, chị quán nè. Em kiếm anh đó. Trinh! Trinh! Thứ đó có gì hay đâu. Mà con gái hình này tới đứa khác cứ bu bu nó hoài ta. Trong khi nè, mình vừa đẹp trai, vừa ngầu vậy nè. Không thèm chú ý tới mình. Đúng là một sai lầm, sai lầm. Sao con chia sẻ với chú quá trời quá đất mà chú cứ cười cười hoài vậy? À, thì chú cũng đang tìm một cái hướng để tư vấn cho con nè. Chú nói nhỏ thôi, con chú biết thôi được không? Cô chừng bị nghe bây giờ. Bây giờ con không biết là mình phải làm sao nè. Chứ con là con không thể nào thay đổi giống như Trọng Ân được. Con đâu phải người hai lời hai mặt đâu. Con chính kiến của bản thân mình mà. Mà ngặt một cái là con không thay đổi là Mộng Trinh không để ý gì tới con hết trơn. À, theo chú thấy cái việc mà Trọng Ân nó thay đổi sách nó không đồng nghĩa với cái việc mà Trọng Ân nó không có chính kiến đâu con. Có chú, liên quan luôn á. Vậy với con biết Trọng Ân thay đổi sách vậy để làm gì không? Dạ không. Con không biết. Dạ. Mà con ngồi con trách Trọng Ân hay quá ha. Nhưng mà đổi để làm gì hả chú? Để chú hỏi nó. Trọng Ân. Dạ. Ra đây. À, chú có chuyện này muốn hỏi con nè. Dạ chú. Bây giờ chú hỏi thật, con cũng phải trả lời thật chứ chú. Dạ. Bộ con có một cái dự án, dự định gì đó mới cho quán cà phê. Mà sao chú thấy con sửa soạn sách dở gì mà nhiều dữ vậy? Dạ đúng rồi chú. Nhưng mà không phải là mới cho quán mình, mà là mới cho người khác. Cho người khác? Mà là cho ai? Nhưng tại sao chú thấy con thay đổi sách giáo khoa nhiều dữ vậy? Dạ, con sẽ giải thích cho chú sau. Nè. Gì đó gì đó. Tự nhiên nhìn tôi. Nhà ông còn sách giáo khoa không? Mang qua đổi cho tôi đi. Trả lời câu hỏi của chúng ta trước kìa. Dạ, con đang cần sách để quyên góp cho trẻ em vùng sâu vùng xa chú. Nên là còn rất là nhiều sách giáo khoa. Nhưng tại sao con không kêu gọi quyên góp mà lại tự ý làm thay đổi sách như vậy? Dạ, thì con thấy sách nào cũng có giá trị như nhau. Nên là con đổi cho mọi người luôn. Trời đất ơi, làm từ thiện quyên góp sách mà không thông báo cho mọi người đều biết. Im làm mình vậy, người ta hiểu lầm là đúng rồi. Hiểu lầm cái gì? Tôi có nói cho ông đó mà ông có để ý đâu. Thôi, rồi bữa giờ con quyên góp được nhiều chưa? Dạ nhiều lắm chú. Chắc cũng khá khá, gần đủ rồi. Con có nhờ Mộng Trinh với lại Khánh Nhi nè, phân loại sách ra cho con á.
Thằng Đạt. Dạ. Sao sao chú? Người đàn ông trưởng thành. Con trưởng thành mà. Có chính kiến rồi cũng muốn nói gì nữa không? Lỗi, tại bên đó cũng không nói rõ ràng, thông báo cụ thể chi tiết con mới hiểu lầm thôi, chứ con đâu có muốn gây chuyện vậy đâu. Mà con phải hỏi đầu đuôi tay nhau ra sao chứ. Không mà biết rồi, đừng có la nữa, la hoài. Được rồi, nhà tôi cũng còn sách cũ á, để tôi về tôi đem qua quyên góp chung được chưa? Nhất trí. Nè, nhớ là mang cho đầy đủ đi nha. Ông đừng có mang mấy thể loại ma kinh dị rồi tiểu thuyết tình yêu ngôn tình gì của ông á. Ủa sao vậy? Thì tôi tặng cho trẻ em thì tất nhiên là phải chọn lọc nội dung phù hợp rồi. Nghĩ sao á, mấy thể loại của ông tặng cho trẻ em được. À, cũng đúng ha. Vậy á, mà nó ngồi bên lỗ tai chú, nó cứ ra rả. Con luôn là người đàn ông trưởng thành. Con trưởng thành rồi mà. Trưởng thành